Em là Phan Hoàng Tuấn Kiệt. Hiện em mới vừa hoàn thành xong học xong lớp 12, mới vừa tốt nghiệp trung học phổ thông ở trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Sắp tới em sẽ học tại trường University of Melbourne ở bang Victoria của Úc. Em sẽ theo học ngành toán và thống kê. Bởi vì là em sau khi mà tìm hiểu một số các nhiều nước như là Canada, Mỹ thì em thấy là thời tiết và khí hậu của Úc và con người Úc cũng ôn hòa hơn, và nếu mà được đi Úc thì nó sẽ gần hơn so với các nước khác, là em sẽ có thời gian ở gần với gia đình hơn, cảm thấy an tâm hơn. Và hơn nữa là trường University of Melbourne thì có thứ hạng cao ở Úc và trường rất là nổi tiếng với nhiều ngành học, và em nghĩ là bọn em có thể phát triển được hơn rất là nhiều khi học ở trường này. Nhờ IDP tư vấn rất nhiều để chọn trường rồi chọn ngành học, và đó là khoảng thời gian em phải suy nghĩ rất nhiều và để đưa ra một lựa chọn đúng đắn. Em cũng rất cảm ơn IDP vì đã luôn có những lời chia sẻ rất là thật lòng và để giúp cung cấp em rất nhiều thông tin hữu ích khi em vô học. Cái background của em nghĩ khá là ổn vì em được học ở trường chuyên nên là GPA của em cũng khá ổn, nhưng mà em có một điểm yếu là em học tiếng Anh không tốt nhưng bằng những bài khác, là em phải cùng IDP thi IELTS nhiều lần, cuối cùng em cũng đã đủ điểm để đi du học. Em đã thi IELTS 3 lần và hầu hết như là những lần em không đạt là do kỹ năng speaking, và em cũng có tư vấn được các anh chị IDP và để giúp em cải thiện được kỹ năng nói để có thể được đủ điểm. Mỗi ngày em khi mà biết mình không mạnh kỹ năng nói thì em sẽ dành nhiều thời gian để làm kỹ năng nói hơn. Em sẽ nói nhờ bạn bè cũ của mình để thực hiện kỹ năng nói nhiều. Em nghĩ là nếu mà luyện tập nhiều thì mình sẽ nói tự tin và tốt hơn. Mình phải tìm hiểu thật kỹ cái ngành mình định học. Khi mình có chuẩn bị kỹ rồi thì sẽ có rất nhiều cơ hội và sẽ có được thành quả như mong muốn. Để mà có sự chuẩn bị tốt nhất thì em nghĩ là nên hỏi những cái anh chị đi trước, hỏi là mình phải làm gì rồi cần chuẩn bị như thế nào. Mình cũng nên tham gia một số cái trên mạng xã hội cũng có giúp mình tư vấn được nhiều hơn. Dạ, là lúc đầu em có nghe những các bạn đi du học trước khuyên là nên dùng ở IDP, bởi vì IDP cung cấp hồ sơ rất là chi tiết rõ ràng và cũng hướng dẫn mình từng bước để mình không có bị hoang mang. Dạ. Dạ, là nhiều lúc thì những khi mà không gặp trực tiếp được thì em phải ở nhà online, nhiều khi những có thủ tục rất là khó em không biết làm sao hết, thì em nhờ IDP, em anh chị bên IDP chỉ dẫn rất là tận tình nên em đã làm được cái thủ tục này.